Vivi. Ok, kính chào các anh chị em nhé, đã quay trở lại với em Hoàng kênh ô tô Vlog ạ. Vâng, dạo này thì VinFast của bọn em về rất là nhiều xe anh chị em nhé. Thì đây là một chiếc VinFast Lux A 2.0 Turbo sản xuất năm 2021 anh chị em ạ, màu đen cực kỳ lịch sự. Đây, rất bắt mắt anh chị em nhé. Xe thì mang biển tình anh chị em ạ. Đấy. Giá của chiếc xe bây giờ thì đang cực kỳ ưu đãi anh chị em nhé. Chiếc xe này gọi là đúng chất xe lướt luôn anh chị em ạ. Đấy, anh chị em nhìn nhé. Bản premium, nếu mà anh chị em có theo dõi kênh của em thì cũng đã biết rồi. Đấy, bản premium hơn bản những bản khác là mâm to, bánh to hơn này, phay xước này. Đấy, cam 360 này. Đấy, ghế Janapan. Đó. Đèn viền trang trí, sạc điện không dây. Thứ anh chị em nhé. Đấy. Ghế Janapan đây. Đó. Đấy, có thảm trải sàn sẵn luôn chị em nhé. Đấy. Bản premium. Đấy. Hiện đại nhất là xe của VinFast thì tất cả các hệ thống điều khiển trung tâm đều nằm ở cái máy tính bảng này anh chị em nhé. Đấy. Dù là có rất là nhiều người chê nhưng mà không sao cả, chiếc máy tính bảng này bây giờ đã có thể cài được Apple CarPlay và Android Auto. Đó. Anh chị em mua xe về có thể chạy ra các gara gần nhất để cài anh chị em nhé. Đó, hoặc có thể tự mình cài cũng được. Đó. Multimedia. Đấy. Xe của bác Vượng thì luôn luôn chất anh chị em ạ. Đấy. Mặc dù là phiên bản này là phiên bản đời 2021 rồi. Đấy. Chúng ta cũng có những cái trang bị nó cũng rất là cơ bản anh chị em nhé. Để chuẩn bị chào đón những chiếc xe điện. Đấy. Đây anh chị em có thể thấy nhé. Rất là đẹp, tất cả đều được Việt hóa hết anh chị em nhé. Đấy. Hệ thống tiếng Việt này. Đấy. Tiếng Việt, tiếng Anh có hết cả. Đấy, kể cả cái điều khiển điều hòa anh chị em ạ cũng phải điều khiển qua cái máy tính bảng này anh chị em nhé. Đấy. Đấy, anh chị em ạ, cái VinFast này cũng có cả hệ thống hạ rèm sau giống như Camry anh chị em nhé. Chỉ khác một điều là Camry thì nó sẽ là dành cho người ngồi sau điều khiển ở bệ tí tay, còn VinFast thì điều khiển ở đây anh chị em nhé. Động cơ ZF này chỉ dành cho những siêu phẩm của BMW. Hệ thống sạc pin điện thoại đây không dây nhé anh chị em nhé. Cái này còn chưa bóc ni lông. Đây anh chị em nhìn nhé, xe mới chạy được 1.1 đây. Đấy. Ok anh chị em ạ. Đấy. Xe vừa mới về cực kỳ đẹp, long lanh luôn. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua em, số điện thoại 0983322508 anh chị em nhé, em sẽ để trên màn hình ạ. Chiếc xe này thì bọn em đang chào với mức giá loanh quanh hơn gần 950 anh chị em nhé. Đấy. So với thời điểm ra mắt thì bây giờ chiếc Lux A chúng ta đang cực kỳ rẻ và lại phiên bản premium nữa, là phiên bản cao cấp nhất dòng Lux A. Đấy, anh chị em ạ. Đấy. Và chiếc xe này vẫn có thể hỗ trợ ngân hàng anh chị em nhé, trị xe lên đến 80%. Đấy. Hỗ trợ cho anh chị em, lãi suất thì lại đang cực kỳ ưu đãi trong năm đầu tiên, 0,68 đến 0,7% một tháng thôi. Đấy. Và biên thì lại đang cực dài, thời hạn vay cực đại là gần 7 năm anh chị em ạ. Đó. Ok anh chị em nào muốn trải nghiệm xe thực tế thì cứ đến showroom 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình anh chị em nhé. Hiện đang có rất là nhiều xe anh chị em ạ. Đó. Không chỉ hiểu riêng chiếc Lux A 2.0 này bọn em có đến 3 chiếc cơ, một chiếc bản lớt, một chiếc
màu ghi titan và một chiếc màu đen này. Đó. Ok anh chị em nhá. Anh chị em nào yêu thích em thì cho em xin một like, một follow ạ. Đó. Để em có thêm động lực phát triển thêm kênh. Rồi cuối cùng thì em Hòa xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều may mắn ạ. Em Hòa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình tiếp theo.